có buổi học tập cùng với đại chúng. Đó là ý niệm của đời người quan trọng nhất là gì? A Di Đà Phật. Mỗi một người chúng ta gầy dựng ý niệm mỗi ngày để cặn tự nghiệp chúng ta phát triển được cái niệm mà mỗi ngày mình gầy dựng. Vậy thì mỗi người chúng ta mỗi ngày gầy dựng ý niệm gì quan trọng nhất của đời chúng ta? Chắc chắn rằng người tu tịnh độ thì mình thường nhớ Phật, niệm Phật đi đứng nằm ngồi và phát nguyện cầu sanh cực lạc là việc này chắc chắn rồi, đa phần. Có một câu chuyện Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, như Đức kể cho quý vị nghe để mọi người tu chúng ta nhắc nhở mình. Có một vị này tu hành nhiều chục năm lắm. Ngài phát một cái nguyện xây một cái tòa bảo tháp lớn lắm. Khi cái bảo tháp đó xây được mới 50% thì vị này viên tịch mất đi. Cái tâm niệm của ông mỗi ngày đặt vào là xây tòa bảo tháp. Ý niệm nó quá mạnh. Khi ông mất đi thì đầu thai lại, sanh ra một gia đình cũng gần cái ngôi chùa xây bảo tháp đó. Mà khi đứa bé sinh ra thì đứa bé khóc suốt, khóc suốt luôn. Đi khám bác sĩ này kia đồ, chữa trị cách nào nó cũng khóc, nó cứ khóc mà. Thì một lần nọ cha mẹ bồng cháu đi ngang ngôi chùa đó, nơi xây bảo tháp, thì tự nhiên đi ngang cháu nín. Thì mỗi người thấy lạ. Thì người tu hành cứ ngồi suy nghĩ bàn tán rằng không lẽ người thầy của mình tu nhiều chục năm vậy mà khi ông ra đi ông lại tái sinh là đứa bé này. Chắc ông còn cái nguyện xây bảo tháp. Thì cha mẹ của cháu phát lời nguyện rằng nếu như con của con là người thầy đó mất và tái sinh lại, mà nếu có cái nguyện xây bảo tháp này mà làm chưa xong thì vợ chồng chúng con xin phát nguyện lấy của cải của mình để phát nguyện xây cho xong cái bảo tháp này. Nếu con chúng con là người thầy đó tái sinh lại thì lời nguyện này khi phát ra chân thật thì đứa bé từ hôm nay không khóc nữa. Thì vừa phát nguyện trước Phật nghiêm túc đàng hoàng thì từ đó về sau đứa bé không khóc nữa. Thì quý vị mới thấy là cái ý niệm của mỗi người chúng ta quá quan trọng không? Bây giờ mỗi một người ngồi ở đây và những người có đủ duyên nghe được công đoạn này, tu Phật hay không tu Phật gì nghe cũng có kết quả hết. Vì chắc chắn rằng quý vị đều mong muốn mình phải được tái sinh đến chỗ tốt. Vậy có những người không học Phật họ nghĩ rằng chết là hết thôi. Chứ bất cứ một tôn giáo nào cũng đều có nói về định luật nhân quả. Chết không phải là hết. Chắc chắn luôn. Vậy thì khi có thân người và mất đi, chúng ta rất mong muốn mình có lại cái thân người mà phải thân tốt hơn, đúng không? Vậy thì cái ý niệm nó là điểm nhắn để đưa chúng ta đi đến cái chỗ tốt hơn hay là xấu hơn là do ý niệm. Bây giờ mỗi một người tu chúng ta mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc đó,
Nhưng quý vị tự hỏi lại lương tâm mình, dù là người xuất gia hay hàng cư sĩ, tự hỏi lại lương tâm mình, đối với danh lợi, đối với thương, ghét, hận, thù, quý vị còn những ý niệm nào mạnh nhất? Và so với niệm Phật cầu sanh cực lạc thì những ý niệm nào mạnh nhất? Nếu như mỗi ngày quý vị giận hận trách quá mạnh thì chắc chắn tam đồ ác đạo chúng ta có phần là chắc luôn. Ý niệm nào của trần cảnh mạnh nhất thì quý vị đi vào chỗ đó. Nên ý niệm Phật mạnh nhất thì nhất định quý vị sẽ sanh cực lạc. Tự xem lại thì mỗi người mình nhất định sẽ hóa giải cái tâm hận thù. Vì mình hóa giải cái tâm hận thù lúc mình còn sống để nó không gieo cái niệm cái cuối đời. Nếu như mình bây giờ mà còn mang cái tâm hận thù mà ý niệm này nó cấu kết đến khi cận tử nghiệp thì nó đẩy mình vào tam đồ ác đạo làm sao. Nên chúng ta phải hóa giải cái tâm này liền, phải hóa giải cái tâm này liền chứ không có để thời gian được. Trong một ngày phải giải quyết liền. Nếu không giải quyết trong một ngày biết đâu đêm nay chết thì sao. Nên niệm nó quá mạnh thì chắc chắn nó đẩy mình vào tam đồ ác đạo. Cũng như người tu hành đó, tu nhiều chục năm nhưng ý niệm về cái việc thiện là xây bảo tháp quá mạnh, giữa chừng mất đi, tái sinh lại. Thấy chưa? Mà tái sinh lại là cái việc tu hành cũng không đơn giản. Ấn Tổ nghe nói rằng khi người tu hành tái sinh lại sẽ có phước, sanh vào gia đình quyền quý, hưởng thụ quá, có khi lạc cái tâm tu, không tu. Đời thứ hai có phước, phần nhiều đời thứ ba đọa lạc. Nên phải cẩn thận, ý niệm quan trọng lắm. Nên bài học tập chúng ta là ý niệm của đời người quan trọng nhất là gì? Hãy tự mỗi người xem lại chúng ta đang niệm gì mạnh nhất. Mỗi ngày gầy dựng cái chỗ nào mạnh nhất. Mình đã phát tâm đi tu, mình phát tâm tu là mục tiêu. Mình nhìn được cái cuộc đời này quá khổ, quá nhiều cái khổ. Bây giờ có những người giàu thiệt là giàu đi chăng nữa mà cả đời họ vẫn là khổ vì vật chất. Có nhiều người ta ông này bà nọ luôn, người ta vẫn là bận tâm bận trí, người ta không có thời gian được rảnh rỗi cái đầu óc. Như thế rồi cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình đâu. Vì mà cả đời mình là bồi dưỡng cho đợt chỗ đó. Bây giờ mình là người nghe đạo rồi nè, mình nên xem lại, mình nên chọn. Hôm qua có con bé đó 25 tuổi, nó cũng đang làm việc công ty đồ này kia, mỗi ngày nó nghe những đức giảng, xong nó nghe nó bình tĩnh, nó suy nghĩ kỹ lại, nói tuy là con làm có tiền nhưng cái có tiền của con cuối cùng con nghĩ rõ ràng bây giờ không có gia đình cũng không được, mà dù có giàu sang phú quý cỡ nào cũng bị đeo mang trong một gia đình, từ khi nghiệp duyên bị trói buộc ra không được, chứ bây giờ con có cơ hội thoát được, con không nhào vô làm gì. Con xin cha mẹ con hết rồi, gọn công việc lên hết, phát nguyện đi tu luôn, vào phục vụ nuôi người già, cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mạnh dạn phát tâm luôn mà cũng sáng sủa lắm á, có trình độ học vấn luôn. Từ nơi đó mà mỗi một con người mà mình chọn con đường đi tu là cái góc độ mình phải chọn, phải hiểu. Nên mới nói rằng sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Phải chọn, nhận thức cho sâu sắc, suy nghĩ cho thật kỹ, và đã chọn rồi đi cho tới luôn, không có nói rằng là mà lùi lại đâu. Chỉ có tiến thôi. Tu hành là quyết tâm, chỉ có tiến, đem cái mạng này ký gỡ luôn, khỏi cần nói mà nói cái tiếng lùi lại sợ gì nữa chứ. Phía trước thì bao nhiêu cái tốt đẹp, lùi lại thì rắn rít sói lang,
rầm rì giặt mình không còn miếng thịt. Nhớ nghe. Nên đã tu hành là nhất định tu được, chỉ cần phát tâm cho mạnh. Có một cái chú này hồi chiều, ông gặp Nhân Đức, ông hỏi một câu: thầy thầy, tuy con mỗi ngày con niệm Phật, nhưng mà tính tình săn hẳn của con dặn chất nặng lắm. Mà con cũng niệm Phật, mà con vượt qua chưa được, quá nặng à. Khi con cũng tức con luôn. Bây giờ thầy chỉ con cách nào mà nhận thức sâu sắc nhất. Những Đức nói: có hai lần mà cuộc đời Những Đức cặn kề với cái chết, xác thực luôn. Một lần tại vì Những Đức bị viêm cổ, nên Những Đức dùng miếng bột rin ti vậy đó, hồi lúc đó người ta đưa cho thông cổ. Có một lần bột đó nó mặn quá, bỏ vào miệng một cái nó khô nữa, nó nhuyễn. Bỏ vào một cái tự nhiên sặc một cái, cái bột đó nó bám vào cần cổ, nó bám vào cổ họng lại, nó dính cứng ngắc cổ họng luôn. Thở lên không được, nghe thở lên được mà nó xuống không được, nó lên mà nó xuống không được. Kinh không? Là bột thì nó bám cổ họng hết luôn vậy đó, cứng ngắc cần cổ à. Cái mình chỉ ngước lên không mà nó xuống không được nữa. Mà người lên không là gần chết rồi đó. Lúc đó Những Đức đang ngồi trong phòng, ý niệm đầu tiên là gì? Mình chạy ra ngoài cầu cứu. Ý niệm thứ hai là gì? Nếu chạy ra ngoài mọi người bu lại, không cứu được mà mình chết, nó còn đọa hơn. Thôi, nếu thọ mạng đến, nằm đây luôn, bấm cửa cụp, nằm trong phòng chịu. Quyết định niệm Phật cầu sanh cực lạc. Niệm một chút nó sặc một phát, bây giờ còn ngồi đây. À, một lần tổ chức chương trình khiếm thị mới đây nè, vừa tổ chức chương trình khiếm thị xong, dọn cơm sẵn hết trơn, lên ăn cơm thì lúc đó thường Những Đức không có cắn ớt mà thích dầm ớt. Từ xưa giờ ăn ớt chưa bao giờ cắn ớt, mà phái cái mùi ớt là phải dầm miếng, nghe không? Cái tự nhiên chấm rau vào cái nó dính cái miếng ớt dầm vào thì nhai chung luôn, nó sặc ớt một phát. Tự nhiên nó sặc ớt một phát, một cái tự nhiên cái nó cứng hận ngắt cuốn họng mà. Mà lúc mày bị gần chết nhớ nha, là nó gì nè, nó như vậy đó. À, nó tự nhiên nó vậy đó. Và ớt nó tự nhiên nó lồng từ ở dưới, nó lồng lên tới trên luôn. Rồi tự nhiên nó cái kế bên là chú Tùng Đức, chú Tùng bên kia chứ không phải bên đây. Thì chú Tùng Đức ổng như con gà mắc đẻ. Bây giờ của mình mà ai giúp mình, của mình mà ai giúp mình. Thì lúc đó mình như Đức ngồi trên ghế mà nó thở không có được, mà mình cảm giác mặt mình nóng lắm gì nữa. Nó như vậy thì cái mặt quý vị nó sẽ đỏ lắm, và mắt quý vị sẽ chảy nước mắt liền, đau đớn lắm quý vị, không đơn giản đâu. Thì trong tâm niệm Như Đức nói, lúc này mà để tìm sự sống thì là chết chắc. Tìm sự sống nó làm cho mình tim bị đập mạnh thêm, dồn dập và sợ hãi, thì nó làm cho mình lúc đó mình nếu chết đi thì không có giảng sanh đâu. Thì lúc đó Như Đức ngậm miệng lại, ví dụ như mở miệng thì làm nè, và ngậm là chỉ còn một chút hơi thở để mà niệm câu Phật hiệu để chết thôi. Ngậm miệng lại, niệm trong tâm của mình là để cầu sanh cực lạc thôi, chứ không còn nghĩ sống nữa. Tại vì mình là người niệm Phật, ý niệm cuối cùng rất quan trọng. Thì niệm một phát nó tự nhiên phình ra một cái, tự nhiên nó thở lại bình thường rồi hết chưa. Đó là hai lần cặn kề cái chết, nó cực kỳ là tích tắc luôn. Khi mình trải qua những cái giai đoạn như vậy thì mỗi một người mình hãy tự hỏi lại chính mình, quý vị lúc đó còn mang tâm giận gì nữa không, còn cái gì mà không buông trong những giây phút đó.
Xong những đức vừa nói với chú này xong những điều đó, những đức nói: chú có muốn sanh cực lạc không? Ông nói: con thật sự cái cõi đời này con ngao ngán quá, quá nhiều cái khổ thầy à. Dù là con không phải nghèo gì mà cũng khổ nữa, khổ trong một gia đình, nên con gặp tịnh độ con niệm Phật con muốn sanh cực lạc. Những đức nói: à, muốn sanh cực lạc, như vậy thì chú mang cái tâm kia đi theo chú thì khó sanh cực lạc lắm. Bây giờ những đức hướng dẫn chú, tự nhiên nó sanh cái tư tưởng nó hướng dẫn ông này, mà những đức nhắc cả đại chúng nên làm luôn nè. Ngày nào cũng bỏ ra thời gian 2-3 phút thì quý vị nghĩ chắc bản thân mình nín thở không được phút đâu, đúng không? Thì vị thử nín thở đi, chơi thật á, nín thở đến lúc mà sắp chết rồi coi là ý niệm mình là ý niệm gì. Ngày nào cũng nín thở khi mình sắp chết một lần. Ấn Độ thì dùng cách là dán chữ tử trước mặt để nhìn. Mà có lần gặp cái ông đó qua chùa Hộ Pháp tu, ông không hiểu ý của Ấn Độ, ông ra ông xăm cái chữ tử ngay cái chén. Thì trong sách thì có để treo ngay chân mày, dán ngay trên chén, đó là cái văn tự thì chứ tổ sư mà ai tự nhiên treo cái chữ tử ngay lưng chân mày, dán ngay chén, rồi ai mà làm cái điều kỳ cục vậy? Mình mà làm để coi người ta nói mình khôn hay khùng à, mình thấy mình khác thường rồi, đúng không? Ý là Ấn Tổ ngày dán cái chữ tử ngay cái điểm mà ngài dễ nhìn nhất. Ví dụ như bàn thờ Phật là mình thường lại dán ngay cái điểm tâm nào dễ nhìn, để mỗi ngày nhìn thấy chữ tử để nhắc mình về cái chết, để nhìn thấu buông xuống cuộc đời là tổ sư làm. Rồi tổ sư nói rằng mỗi lần ngủ là một lần chết, phàm phu mình vô hiệu hóa về hai thứ này 100% luôn. Dán chữ tử vẫn không cảm nhận sâu, ngủ thì cho tôi ngủ thêm chút nữa ngon quá, là hai thứ này chịu thua à. Chúng ta không làm được luôn à. Bây giờ những đức hướng dẫn quý vị chơi thiệt luôn, mỗi ngày, ngày nào cũng phải có một lần nín thở giống như gần chết, chơi thiệt luôn. Rồi mang ý niệm cuối cùng khi gần chết là niệm gì? Để tập thành thói quen, khi cận tử nghiệp cũng là nín thở, rồi nhất định sẽ niệm Phật cầu sanh cực lạc, chắc chắn luôn. Tại vì sao? Quý vị hãy để ý, con đường nào chúng ta đã từng đi qua đi lại hoài thì con đường đó chúng ta sẽ quen. Còn con đường nào mình chưa từng đi qua thì nhất định mình sẽ không quen con đường đó và sợ con đường đó, đúng không? Như vậy thì con người chưa từng cảm giác đến cái sự chết thì con người này thường sợ chết. Còn một con người thường tập chết thì con người này sẽ quen đối với cái chết. Tại sao chúng ta không tập quen đối với cái chết? Để khi cận tử nghiệp đến với mình, chúng ta sẽ rất tỉnh táo khi cái chết cận kề. Đa phần con người khi gần chết chúng ta rất nhiều ý niệm mà lúc còn sống chúng ta chưa làm xong. Bây giờ chúng ta hãy tập khi mình gần chết, ý niệm gần chết mình là ý niệm gì? Nên tập, nên tập, nên tập từ đây cho đến ngày mà mình sẽ chết. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nên làm đi. Cả những đức hướng dẫn ông đó mà từ nay những đức sẽ làm, ngày nào cũng sẽ có một lần hai lần làm điều này. Tại vì nó có 1 phút 2 phút mà, nín thở mà không được phút đâu. À, bây giờ gì nữa? Thấy chưa? Đó, thấy kinh không? Đó, mình chơi mình nín thở một phát thử nó làm sao. Đó, cái nín thở của mình lúc đó, cái nín thở cho nó bình tĩnh để bản thân mình nhận thức được điểm nào mình chọn. Tại vì nhất định cuộc đời mình sẽ gặp chỗ đó. Không có ai mà tránh khỏi cái chỗ mình sẽ không thở được cái gì. Không có tránh được đâu, sớm muộn cũng gặp à. Đó. Nên người tu hành danh tiếng càng lớn thì nên cảnh tỉnh mình cái câu chuyện của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không kể đó đó.
người tu hành đó đó, danh tiếng địa vị càng lớn thì nên cảnh tỉnh chỗ đó, nhớ hết sức cẩn thận. Vì một đời luống qua mà không giảng sanh uổng lắm, cực kỳ uổng luôn. Nên tất cả chúng ta nếu thật sự quý vị là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nhớ nè, mỗi ngày chúng ta phải thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Phải gây dựng chỗ này cho nó mạnh, phải gây dựng cho cực kỳ mạnh. Và tất cả sự bệnh đau, sự trở ngại gì trong cuộc đời chúng ta, quý vị phải nhớ tu hành quý vị nên vui trả qua báo đi. Tu hành nên vui trả qua báo. Qua báo là gì? Ở cuộc đời này nó đang gặp nạn nè, vợ chồng con, thầy trò, Phật tử, đủ loại thành phần nó đang khảo đảo mình trong cái cuộc đời này, rồi thêm thăng trả nợ, bệnh hoạn, ung thư, bệnh này bệnh kia, đủ loại bệnh. Như buổi sáng coi cô đó, có người chồng, chồng của cô bị căn bệnh gì mà ngay cần cổ cuốn họng, không biết ung thư gì, cái cuốn họng nó lòi ra bên lớn này, nguyên cái cuốn họng nó banh hết luôn, rồi nó lòi cái cuốn họng ra bên lớn này, rồi cuốn họng như là cái cục mỡ sình vậy đó, nó lầy hết vậy đó, rồi dây nó chiền theo đây, nó gắt vào đây thêm miếng dây để chiền theo cái đường ống gì đó, rồi bắt đầu nó nước nào mà nước giải đàm giải nó đi ra cái lỗ này một bên, nhiễu. Cái cô lấy bông gòn, cô ngồi kế bên, cứ ngồi kế bên, cô chấm nó nhiễu. Cái nước trong đó nó chảy ra đó, mà nước đó mà mình nấu súp thì thôi à, hết sảy luôn. Hoặc là nó nước cốt dừa chế vô bánh bò rồi đó à, ăn bắt gì đâu. Nhìn cái cần cổ kinh khủng thiệt đó. Đúng là Phật nói trong kinh, muốn sống không được, muốn chết không yên không. Nhưng quý vị nhớ, mỗi một người chúng ta ngồi đây, từ người tu tới người cư sĩ, hàng Phật tử, mỗi người chúng ta có khi mình cũng gặp những chặng bệnh như vậy, không có tránh khỏi. Vì sao? Thân tứ đại rã rời trả mỗi cách khác nhau. Nó giống như chú Hồng xiệt điện cá, thấy chưa? Vì chợ vợ, vì con xiệt điện cá, bị biết rằng xiệt 10 năm. Chú Hồng, chồng cô Hải, chưa? Ở bên hộ pháp, thấy quả báo hiện đời không? Tu hành phải quả báo hiện đời không? 100% luôn. Quý vị biết rằng ai đã từng xiệt điện cá thì quý vị sẽ biết, dù con ếch nó lội, pháp ép. Ai xiệt điện biết liền gì đâu, con ếch nó lội xiệt nó ép. Còn con cá lóc xiệt cái vậy đó, điện mà giật một phát là nó thẳng người ra. Như quý vị bị điện giật, quý vị cảm giác làm sao chưa? Vì bị điện giật cảm giác làm sao? Kinh không? Vì mà ổng xiệt 10 năm. Quý vị biết bây giờ chú Hồng là ổng bị bệnh rút, là theo cái khớp U lên. Còn tay ổng có mấy cái tay gì nè, cái tay ổng gì nè, cách nay 4 năm về trước bác sĩ khám nói rằng 2 tháng nữa chú bị mù. Ổng về ổng nói thầy, bác sĩ nói con 2 tháng nữa bị mù, con sợ con mù sau này người ta chăm con bắt tiện. Thầy Diễn Đức nói khỏi lo, mình là người niệm Phật sanh cực lạc mà mù thì chơi theo mù, sợ cái gì, sợ cũng không được, lo sợ chi cho nó mệt thêm. Từ đây tới 2 tháng còn lâu quá, ước gì 2 ngày nữa coi như sao.
Ông nói chờ chờ, 2 tháng con thấy mau lắm, mà thầy nói 2 ngày. Nói, 2 tháng chờ lâu quá, 2 ngày cho nó mau. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc chờ mau nhất luôn, vứt cho rồi. Thì bác sĩ nói 2 tháng đúng không? Ông biết trong 2 tháng này mỗi mặt của ông phải niệm Phật hết, toàn tâm toàn ý, đừng nghĩ gì hết, thử coi sao. 4 năm rồi chưa mù, xác thực luôn. Cô Hải đây nó rõ ràng luôn, nó bác sĩ khám đó, 4 năm chưa mù, nhưng mà qua báo phải trả là xiết điện 10 năm dữ quá. Ổng xài xiết nhiều hơn cô đúng không? Cô có 2 năm là cô giọt, còn ổng chịu thêm 8 năm, ổng làm nhiều. Thì quý vị biết theo khớp nổi cục nha, ở dưới mắt cá bự vậy nè, cục 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 cục, ghê lắm, kinh lắm, ơi gan là mình bị giật gút lại vậy đó, ghê không? Tai vậy nè, co vậy nè. Những đức mong, những đức nói những điều này cho cái nghiệp ông tiêu mau. Chứ sao nhiều người cảnh tỉnh, cái nghiệp sát sanh ghê lắm. Vậy thì cái cần cổ của chú này là gì? Sát sanh, sát sanh. Quý vị coi, chúng ta lúc ăn mặn quý vị thấy không? Con ếch mình dính, lật cái bụng lên, cầm cái dao, sát, lấy hai tay làm nè. Phải không? Phải cắt cổ ếch, phải là hai tay nó không? Đỡ lên phải không? Mà mình để nó xuống, sát, cái dao kia cắt chân, cắt tay, cắt lột, sát, ngay cái bụng, ép, môi ruột, ép. Liên quan bên rồi bị lột chuỗi lũi, đầu bị cắt luôn mà nhảy. Có không? Quý vị, mà ếch bị thấy rõ ràng, tôi ra cầu ếch nè. Quá biết mà, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó, rồi quý vị nghĩ đi, cắt cổ gà. Quý vị đã từng cắt cổ gà chưa? Đạp 2 cái chân, đạp 2 cái cánh gà, nhổ lông măng ngay gần cổ, xong mài cái dao, ọt ẹt, ọt ẹt, ọt ẹt, ọt ẹt. Ọt ẹt, 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 phải không? Ẹt, 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 phải không? Quý vị nghĩ đi, vì giết nó sự đau đớn cỡ nào chưa? Đúng không? Rồi con heo, nhà mình ngày xưa đám giỗ, đám cưới, anh em tập trung lại nhau bắt đầu giết con heo. Ngày xưa là ít mua thịt mà, ví dụ như tới năm đám giỗ ông bà nuôi con heo sẵn, tới năm bằng con heo. Có những gia đình giết bò luôn. Có nè, bên nội những đức ngày xưa thấy rõ ràng. Bắt đầu là con heo bị để ý, bây giờ mình tu mình mới thấy. Phải đè con heo xuống, lấy cái mác đâm vô cổ họng nó. Thì quý vị thấy rằng, nếu như đặt vai trò mình là con heo mà người ta cầm dao, cầm mác người ta đâm vô cổ họng mình, quý vị nghĩ sao? Cái sự quán thù được cỡ nào quý vị biết không? Thì cái quả báo sát sanh. Nên tất cả bệnh tình, ung thư, tật nguyền, lùng lé, hô súng đều là dính vào sát sanh hết. Quý vị thấy có những người không? Cả vô chùa kìa, ở bên kia có bà cụ kìa, y rang là 2 cái chân mà ngày xưa mà mình bắt ếch mà mình bẻ đùi vậy đó. 2 cái chân của bà khi bà sanh ra là hai cái chân bà gì nè, khi bà đi là gì nè, y rang là bẻ chân con vật, mà bây giờ chịu cái quả báo gì vậy đấy. Nên tất cả chúng ta sanh đến cuộc đời này nghe, bệnh đau này kia nghe, toàn là do nghiệp sát mà ra. Quý vị coi, một con người gì mà cần cổ banh chành hết trơn, nó lòi ra cái cục bên lớn như cục mỡ mà bị sình vậy đó. Rồi bên gắn sợi dây, nước đàm nhiễu ra toan 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 toan. Kinh không? Những đức nói chú ơi, bữa nào những đức cho một cô xuống hứng một chén đem gì làm nước cam lô. Ghê không? Cái nghiệp sát sanh mà bây giờ ổng mỗi ngày nghe pháp như đức giảng, thấy không? Niệm Phật, nghe pháp, thường cứ ngồi chờ nghe trực tiếp 2 buổi giảng, và bắt những buổi chủ nhật nghe giảng, giảng xong ngồi niệm Phật nhép môi. Bây giờ ổng nghe những công đoạn này thì sao? Bây giờ chú cứ nghĩ đi, cái quả báo chú sát sanh kinh quá. Bây giờ nó trả qua báo ở thế gian, mà qua báo trả 1 quả báo trả 1 tỷ lần. Quý vị coi, ở thế gian này chỉ có mang cái thân này bệnh đau 1 lần, chết, sanh cực lạc. Quý vị biết
ở trong tam đồ ác đạo địa ngục vô gián, nó nói là vô gián là không gián đoạn, là sự đọa lạc khổ đau không gián đoạn. Một ngày chết không biết bao nhiêu lần mà sống lại, trong một ngày nhìn đầy cái xác mình nằm ở trong địa ngục hết chứ, đầy luôn. Có nghĩa là mình giết chúng sanh sao mình sẽ đọa, mình chịu y gan vậy. Bây giờ những đức hỏi vị, quý vị đã từng chiên cá chiên xù chưa? Nguyên một con cá đang nguyên vẹn vậy, để cho nó sống, bắt cái chảo dầu lên cho nó nóng. Quý vị nghĩ cái chảo dầu nóng cái nào chưa? Bây giờ chúng ta nấu ăn lâu lâu này mà dăng miếng dầu vô tay, quý vị thấy nóng cái nào? Vậy mà bây giờ đem nguyên con cá sống bỏ vào chảo dầu, lấy cái nắp đẩy lại, vì cái nguyên lý của chiên cá chiên xù mà để nó chết thì nó không xù. Ta thử nấu mà kinh nghiệm, hiểu chưa? Để nguyên con cá sống bỏ vào chảo dầu đang nóng, bỏ vào phách, đẩy lại, rồi dầu, độ dầu quá nóng xù lên, quý vị nghĩ đau đến cỡ nào chưa? Bây giờ quý vị nghĩ chúng ta giết nó như vậy thì khi chúng ta đọa trong địa ngục thì sao? Chảo dầu lớn hơn, quỷ sứ bự hơn, nắm đầu mình liền vào đẩy lại. Nhưng mà một ngày biết bao nhiêu lần chưa? Đã nói là không gián đoạn thì một ngày không biết bao nhiêu lần liền mình vào chảo dầu. Còn quý vị lấy mũi chĩa, bị đâm chuột, đâm ếch, đâm cốc, đâm lương, đâm con gà, con vịt gì đó, bị đâm mình chọt nó, thì khi mình chết thì mình xuống đó, quỷ sứ cầm mũi chĩa đâm mình. Quý vị để ý thì thường mình đâm được con vật, mình đâm một phát là mình đưa lên gì đúng không? Thì y rang ở dưới địa ngục luôn, đâm một phát đưa về chỉ toàn ten cho mình. Nói vậy thấy kinh chưa? Nói đến đoạn này nghe mà gỡn ốc chứ không muốn sanh cực lạc. Đang đọa địa ngục mà đừng nói chuyện giỡn chơi. Và Thượng Tịnh Không thì nói nếu bạn không sanh cực lạc thì đọa địa ngục, bạn chọn đi. Năm giới mới có được thân người, nên bạn tính nguyện niệm Phật cho mạnh để bạn mới sanh cực lạc. Nên mỗi một con người mình biết mình sẽ sát sanh biết bao nhiêu mà nói chưa. Nên bệnh đau đến với mình là chuyện bình thường, nhờ tu đó nó bây giờ nó chuyển thành bệnh nhẹ nhẹ đó. Thì thấy những đức thuyết pháp mỗi ngày xài chỗ nào ảnh hưởng chỗ đó, ngày nào cũng thuyết pháp nói chuyện ầm ầm thì còn khổ đau cả tuần nay. Bữa nay mới hồi phục được chút, nhưng mà liền viết, một là cổ kim can, hai thì nó lan chứ sao. Nếu cần cổ này mà liền như vậy mà sau này là cần cổ mạnh luôn, hết động đậy nổi rồi đó, tại nó liền dữ quá. Một tuần khang tiếng giảng pháp bình thường, hôm qua làm nguyên ngày 5 buổi, mấy đứa nhỏ nữa 2 buổi của mấy cô đó, với 2 buổi sáng, 1 buổi chủ nhật, 6 buổi luôn. Ngày nay sơ sơ cũng được 4 buổi. Mà Tiến bữa nay hơi khỏe nè, Tiến này ngon đúng không? Đó. Tiến ngon. Đó, gan. Giờ còn nói được không nói, mai mốt nó hết nói được sao? Như cái ông nó lòi cục ra, không nói được gì, nghe chưa? Cái nghiệp sát sanh ghê lắm, nên con ruồi, con muỗi, con kiến không dám giết. Như con muỗi nó bay lên nó cắn mình, mình không cho thì mình nói thôi bạn ơi, tôi máu ít lắm, đi chỗ khác, lợn nhỏ mập kia chích nó, đuổi đi. Tự nhiên lợn chích không cho mà giang cái tay lên đập cái bẹp, dẹp lép, bẹp, dẹp lép. Có nhiều người ác lắm, nó chưa chích nó bay ngang cái chính. Vậy là nói tao hay vậy đó nghe, mũi bay ngang giống như số 1 nhanh lắm đó, được gì đâu đó. Còn có những người trong một giấc ngủ mà để cái máy bắt không biết bao nhiêu con mũi chết mà nói trong một giấc ngủ, đáng sợ chưa đó. Nên mỗi người mình nhờ biết tu đó, bây giờ nghe đạo biết rồi đâu dám sát sanh nữa, mà còn ăn trái trường nữa, nó hay ghê không đó. Nên cái nghiệp sát sanh là một cái quả báo cực kỳ ghê gớm.
ghê gớm lắm nghe. Nên gặp cái pháp môn niệm Phật này, đây là đại pháp. Ý niệm của bạn mỗi ngày nuôi ý niệm gì? Nhớ hồi nãy nghe, ngày nào cũng tập chết một lần. Mấy bà già. Ngày nào cũng tập chết lần đi. Còn trẻ, cỡ với sư cô trẻ trẻ cũng tập chết. Nấu ăn không có rảnh. Không có rảnh thì bỏ thời gian 2 phút vô cái kho. Vô kho. Mấy thầy thì rảnh vô phòng. Ghê vậy là tạo. Ngày nào cũng chơi kiểu đó chẳng bước ra. Mô Phật. Từ hôm nay không dám giận hờn ai nữa hết chứ. Nó. Còn mấy cái bà mà giận chồng đồ đó, nghe gì rồi về làm cái. Mô Phật. Từ hôm nay thi chủ không dám giận chồng nữa thầy ơi. Hiểu không? Ý niệm nó cuối cùng nguy hiểm quá, biết không? Đó, ngày nào cũng tập gì đi là hiền liền à. Hiền liền à. Rồi khi mà mình nín thở vậy đó, bây giờ mình để vàng bạc châu báu, nhà mình nhiều tiền của, rồi sổ đỏ đất đai này kia, mình bày nguyên một đống trước mặt mình, rồi nín thở. Nín thở để mình nhìn. Mình nhìn để mình ý niệm mình nghĩ. Nếu như cái này là mình chết thiệt, vậy những thứ này mình có cầm theo không? Đúng không? Giúp mình nhìn thấu. Giúp nhìn thấu rồi là xả liền, không nói dòng do chứ. Tạo cái mà cầm theo được sao không tạo? Cái cầm theo không được để đây nhìn làm gì? Còn sợ ăn trộm ăn cắp. Nên mấy bà cụ mà đi vô chùa tu mà muốn giảng sanh á, tin Phật đã quyết định ở thường trụ rồi, đừng có để vài cắt trong túi làm gì. Đem bỏ vô thùng Tam Bảo hết đi. Xong. Rồi con cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo là ngon nhất. Vì sao? Vì cái người làm việc trong ngôi Tam Bảo làm không đúng gán chịu. Còn riêng mình cúng dường Tam Bảo là cúng dường cho Phật Pháp Tăng, giáo pháp Đức Thế Tôn tới 12.000 năm. Bây giờ mới có 3.000 năm, chưa được 3.000 năm. Còn hơn 9.000 năm nữa. Vì chỉ cần cúng dường Tam Bảo thì đó là cúng dường cho Pháp Đức Thế Tôn 9.000 năm trụ thế gian. Lo gì? Còn quý vị cúng dường cho thầy Đức hay cúng dường cho một cái tên nào, coi chừng không được ngon. Vì sao? Dù đưa cho những đức cũng cúng sao? Dạ con xin cúng dường Tam Bảo. Tại vì thầy là Tăng Bảo nằm trong ba ngôi báo nên con cúng dường cho Tam Bảo. Vì thì vô cùng viên mãn. Xin thầy con cúng dường cho thầy. Cúng dường cho tôi mà. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó không viên mãn bằng cúng dường Tam Bảo. Quý vị cúng dường cho một mình tôi mà tôi cũng chưa phải đạt đến tăng nữa. Chứ cái chữ tăng trong tịnh độ đó là gì? Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái tăng trong những cái pháp tu khác là Phổ Hiền và Văn Thù, Tả Hữu. Từ nơi đó mình chưa đạt đến tăng thanh tịnh. Nên từ nơi đó cúng dường là gì? Đại diện tăng để nhận cúng dường. Thì chúng ta cúng dường Tam Bảo. Đặc biệt nhất cúng dường cho người tu hay cúng dường trong chùa đều dùng câu cúng dường Tam Bảo. Chắc chắn quý vị sẽ không sai 100% luôn. Vì cúng dường như vậy hoàn toàn công đức, mà không dính dáng ai hết trơn. Không dính dáng. Còn quý vị cúng dường cho một người đó, mai mốt quý vị kể công, kể ơn. Còn quý vị cúng dường Tam Bảo mà kể gì thì sẽ cảm ơn. Nó cúng dường Tam Bảo, thầy cầm giùm con làm việc gì thì làm, đúng không? Cái chuyện đó của thầy. Còn việc của con là cúng, việc thầy làm thầy hãy tính, việc gì thấy lợi ích thì thầy làm. Cái gì thấy hay không? Cúng dường như vậy thì tuyệt vời, không dính dáng ai. Đó, nên chỉ cho mà làm. Rồi cái tâm mình nó lại thông dong tự tại, gọn ghẽ sạch sẽ. Lo niệm Phật, hết quần hết áo có người mua, không để ở chuồng sao sợ. Mình bây giờ liều mạng niệm Phật giảng sanh, không mua quần cho tôi. Tôi lấy cái mền tôi quấn lên, tôi chánh điện tôi lễ Phật. Thử có mua không biết. Dám gan không? Đúng không? Mà người ta đã hứa rồi mà. Nói giờ thầy không mua tôi đúng không? Được.
chiều nay tôi lên tôi tu, tôi sẽ lấy cái mền, tôi sẽ quăng ngàn đầy, tôi lên tôi lễ Phật, giữa chừng gớt cái mền. Gán chịu, phải đi mua đồ cho mình là sợ gì, đúng không? Mình mà toàn tâm toàn ý, mình nương Tam Bảo rồi, mình không còn cái nghĩ ngợi gì nữa chứ. Cuộc đời của con từ hôm nay là nương náo Tam Bảo. Tâm này mà tu vậy thì chắc chắn phước báo mình lớn cực kỳ luôn, không có thiếu cái gì hết chứ. Yên tâm đi. Còn nghĩ ơi, cúng thì cúng, nói vậy thôi, để dành chút đỉnh, lỡ tu được gì rồi xong luôn, bó tài. Tu không được gì, làm gì tu không được. Người ta tu được, làm gì mình tu không được. Không có cái lý tu không được. Chết được không? Chết mà còn được, làm gì tu không được. Đến lúc chết chúng ta cưỡng lại cũng không được. Nên cuộc đời con người nói với phái nữ nè, ai đã trong đây đã từng đẻ, đẻ là thê thảm nhất. Trong kinh có bộ kinh nào nói tu là thập tử nhất sanh không? Không có. Mà kinh Du Lan Phật nói là đẻ thập tử nhất sanh. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, dí là người đẻ. Một mình phải chịu đựng. Mà Như Đức hỏi rất nhiều phụ nữ luôn. Như Đức hỏi mấy cô đẻ khổ không? Bà nói không có cái khổ gì bằng đẻ. Thấy chưa? Vậy mà quý vị còn dám đẻ. Vậy tại sao quý vị nói tu không được? Mà ngày xưa có những người ta đẻ 12 đứa con. Gia đình những Đức làm xui có một gia đình đẻ 15 đứa. Chắc cái bà đó có 15 cái trứng. Bà vớt hết luôn. Ghê không? Mà đau khổ như vậy, vậy mà đẻ. Kinh thiệt, phải không? Vậy thì làm gì tu được. Bây giờ trong cuộc đời các cụ đã thấy bao nhiêu cái gian nan trong cuộc đời chưa? Khổ cỡ nào? Bây giờ vô đây làm gì mình không chịu đựng được các cụ? Muốn giảng sanh, chịu đựng được hết.